xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn cách nắp đặt một cái mạch sạc năng lượng mặt trời hệ mppt nha các bạn cái này thì mình cũng vừa mới nhận ở bên vận chuyển về xong mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong cái hộp này đầu tiên là một quyển sách hướng dẫn sử dụng và bên trong cái bọc này thì sẽ có thêm ở đây là một cái này gọi là cái phím bấm các bạn và đây chính là cái mạch sạc năng lượng mặt trời mà ppt ở đây là cái quạt tản nhiệt phụ kiện kèm theo sẽ bao gồm một gói ốc và một cái màn hình cd có rất cắm nha các bạn Đây là cái phụ kiện gói ốc. Đây là cái bộ sạc năng lượng mặt trời mà PPPT. Cái này thì các bạn nhìn thấy đây, mình thấy đầu tiên mình cảm nhận đó chính là ba cuộn cảm. Nhìn thấy ba cuộn cảm này là đã rất thích rồi các bạn. Ở phía sau này sử dụng bốn con IGBT. Tức là con MOSFET các bạn, rất là to. Ở đây chính là các diode chỉnh lưu này và IC ổn áp để nuôi cho chip xử lý. Cái mạch sạc này thì có công suất tầm khoảng 60A và chế độ nhận diện tự động. Có thể sạc cho ắc quy 12V, 24V, 48V là cao nhất. Đấy, ở trên cái mạch này. Ở đây sẽ có bốn cổng. Cổng điện từ pin năng lượng mặt trời vào, cổng sạc đã quy và cổng out T để gọi là nguồn ra để chúng ta có thể thắp sáng được một số bóng đèn nét. Đây là cái phim bấm. Cái này là cái màn hình hiển thị nha các bạn. Cái bộ này thì chúng ta hoàn toàn phải tự nắp ráp. Nói chung là cái bộ này với giá thành chúng ta tự nắp ráp thì cái giá thành của nó chắc chắn sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với những cái bộ sạc năng lượng mặt trời mà người ta đã bán sẵn cho các bạn. Để nắp ráp cái bộ này thì mình sẽ cần thêm một miếng nhôm tản nhiệt để tản nhiệt cho bốn con IGPT, tức là con MOSFET. Các bạn chú ý ở đây này, có bốn con mosfet igbt thì à, cái bốn con này các bạn sẽ kiếm và các bạn mua thêm những cái miếng tản nhiệt nó có lớp cách điện nha các bạn những cái miếng tản nhiệt này thì mình lấy ở những cái âm ni cũ và cái nhôm tản nhiệt này cũng thế này mình lấy ở những cái âm ni cũ cũng rất là sẵn Tất nhiên là chúng ta sẽ phải tra keo tản nhiệt rồi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng keo tản nhiệt màu xám, loại này là loại tản nhiệt rất là tốt. Mình sẽ chấm vào đây chỉ cần một chấm thôi. Sau đó là mình sẽ dán cái miếng tản nhiệt có lớp cách điện lên. Các bạn chú ý là khi các bạn lắp ráp cái bộ này thì cái con IGBT các bạn cần phải nắp cho nó cái miếng cách điện như các bạn. Nếu mà các bạn cho trực tiếp lên nhôm tản nhiệt thì nó dễ gây bị chạm chập lắm các bạn. Nên các bạn cần chú ý. ở chỗ bên dưới các bạn nhìn thấy chỗ cái màu đỏ đỏ ấy, ở đây nó có một con cảm biến nhiệt. Con này thì nó khi tiếp xúc với cái miếng nhôm tản nhiệt thì nó sẽ báo nhiệt độ về cái màn hình. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái nhôm tản nhiệt này vào đây nha các bạn Mình thấy cái bộ sạc năng lượng mặt trời mà người ta lắp ráp sẵn ấy Thì không có miếng nhôm tản nhiệt này đâu các bạn Đấy. Cái này mình độ tản nhiệt vào một loại tản nhiệt to và một loại tản nhiệt nhỏ như các bạn đã nhìn thấy Đây mình độ cái tản nhiệt này dành cho mấy con diode chỉnh new này và mấy con IC ổn áp này đây nó như thế này tất cả các bạn lắp ráp khi các bạn cần cho nó một lớp cách điện nha các bạn để cho quá trình hoạt động nó không bị chạm chạp và chỉnh chu hơn đây là cái quạt tản nhiệt của em nó đây thì cái quạt tản nhiệt này sẽ được cắm vào cái chỗ rác này đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối màn hình ở đây người ta sẽ kèm cho các bạn cái rác kết nối và trên cái mê này nó cũng có một cái chỗ để cắm giác kết nối đó chúng ta sẽ kết nối như vậy còn cái bàn phím này thì các bạn sẽ lưu ý một chút ở trên cái bàn phím này các bạn nhìn thấy đây nó có một cái rắc dạng kiểu giải băng khi các bạn cắm vào đây thì các bạn sẽ cần chú ý là ở cái rắc này sẽ có cái mặt chữ và mặt không có chữ thì các bạn sẽ chú ý đến cái mặt chữ này này thì chúng ta sẽ cắm vào bên trên Đấy như mình đã cắm cho các bạn xem đây này. Thì mới đúng nha các bạn. Người ta đã đánh ký hiệu sẵn cho các bạn rồi. Đó. Sau khi nắp ráp thì nó sẽ được như thế này. Là Nà, đã có thể hoạt động được rồi. Ở đây thì mình sẽ thiết kế thêm cho em nó một cái hộp để cho nó gọn gàng. Ở đây thì mình có là một cái hộp bằng gỗ mình đã cắt và tạo lỗ sẵn ở đây Đấy. mình sẽ lắp cái này vào đây một cái hộp gỗ tự chế nha các bạn thì cái bộ này nó sẽ không có vỏ nó chỉ có linh kiện để chúng ta tự lắp ráp thôi Đấy. và mình sẽ lắp ráp cái bộ này vào cái hộp gỗ này như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp và cái bộ này vào cái hộp gỗ nhanh cho các bạn xem nhé rồi sau khi mình đã nắp ráp xong như các bạn đã nhìn thấy thì cái quạt tản nhiệt này mình sẽ để phần trên đầu đó khi nắp ráp hoàn chỉnh thì nó sẽ được như thế này mình sẽ để cái phần bên dưới này nó trống để cho quạt tản nhiệt nó thổi gió xuống bên dưới sẽ làm mát Rồi. Ở đây thì người ta kèm cho các bạn mấy cái con ốc này, này, là cái con ốc gá để treo các bạn. Nếu các bạn cần treo lên tường thì các bạn sẽ gá những cái con ốc này vào đây như thế này tại vị trí này, bốn con. Đấy. Bây giờ mình sẽ mang cái bộ sạc này mình sẽ cắm và mình sẽ thử sạc cho các bạn xem nhé. Đây chính là cái dây ắc quy sẽ có hai đầu âm và dương mình sẽ kết nối với cái cổng mà nó có chữ B cộng và B trừ. Đó, sau khi mình đã kết nối xong, như các bạn đã nhìn thấy, thì sau khi kết nối xong thì màn hình đã sáng và nó hiển thị không v không W ở đây. Cái này thì chưa có nguồn điện cấp vào, tức là nguồn điện từ tấm pin năng lượng mặt trời. Bây giờ mình sẽ kết nối tấm pin năng lượng mặt trời vào cho các bạn xem. Đó, sau khi mình kết nối tấm pin năng lượng mặt trời thì các bạn đã thấy nó đã nổi thông số. Ở đây thì mình sử dụng một tấm pin 100W có thông số là 18V. Đấy, thì mình bật các chức năng cho các bạn xem nhé. Dòng hiện tại ở đây đang tầm khoảng từ 5 cho tới 7A. Hiện tại thì ngoài trời đang hửng nắng thôi các bạn. Chứ không phải là nắng hẳn nha các bạn. Tại vì mấy hôm nay nhà mình trời khá là âm u và mưa lúc nắng lúc mưa các bạn đấy thì cái công suất các bạn nhìn thấy đây sau khi mình cho các bạn thấy thì nó đã đạt được tầm khoảng sáu phẩy tám nói chung là được khoảng 7 a dòng điện các bạn đấy công suất mình thấy khá là ổn định với một cái thời tiết mà trời hứng nắng thôi mà đã đạt được công suất như thế mình thấy cái sạc ppt này thì mình thấy cũng rất là ổn đấy các bạn rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái tính năng của em nó và cách cài đặt để cài đặt thì các bạn sẽ nhấn cái nút màu đen này mình sẽ cho các bạn xem các tham số sau đây là cái tham số để chúng ta có thể thắp sáng bóng đèn nét theo thời gian các bạn muốn bóng đèn nét sáng mấy tiếng thì chúng ta sẽ nhấn cái nút này nhấn nút enter và chúng ta sẽ cài đặt khoảng độ bao nhiêu thời gian thì các bạn sẽ tùy chọn Mặc định của nó là 24 thời gian. Đấy. Nếu bạn nào mà đã cài đặt những cái mà cục sạc năng lượng mặt trời rồi thì các bạn biết cái tính năng này. Thời gian out của cái bóng đèn tháp thắp sáng. Cái chế độ này là cái chế độ ngắt của quy tức là 13,5V nó sẽ ngắt. Khi đầy quy các bạn, các bạn muốn cài đặt thì các bạn cứ nhấn Enter và các bạn giữ cái nút đấy. Sau đó các bạn sẽ nhấn lên xuống để cài đặt Đây là cái số vôn của nguồn điện nó tự giảm áp và tự sạc cho các quy là 14,5V Là nguồn điện sạc cho ắc quy Đây là cái số nguồn điện là dòng xả của nó, dòng sạc của nó thấp nhất cài đặt mức an toàn là khoảng 10V Các bạn có thể tự cài đặt hơn hoặc là thấp hơn đây là cái chế độ sạc chọn sạc cho ắc quy axit hoặc là chọn sạc cho pin lithium. Mặc định của nó là 00 dành cho aqui acid và 01 hoặc 02, 03 dành cho pin pinium. Tùy theo loại pin nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ chọn mặc định tầm khoảng pin 01. Mình đang sạc cho pin lithium. Đấy, ở cái chế độ này gọi là chế độ chọn aqui để sạc các bạn. Để quay lại màn hình các bạn sẽ chọn phím màu đen này. Ở đây là điện áp từ tấm pin năng lượng mặt trời xuống và công suất tầm khoảng 96 97. Đấy các bạn thấy không? Nhiều lúc nó lên tới 100% công suất của tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Hiện tại ở mình thì trời lúc có mây và lúc không có mây nên cái dòng này nó cứ lên và nó xuống. Ở đây là nhiệt độ này các bạn này. Nhiệt độ hiện tại là 32,2 độ là cái nhiệt độ ở trong cái mạch này các bạn. Rất là mát luôn các bạn. Mình thấy cái sạc này nó rất là tối ưu hóa khi chúng ta sạc cho quy. Mình cảm giác sạc hiệu suất rất là tốt, tôi tầm khoảng 98% đến 9%. Nó sẽ sạc tốt hơn so với những cái loại sạc PVKM. Nếu bạn nào đã biết về dòng sạc PPT thì các bạn biết như thế nào rồi, nó sẽ cho ra chúng ta hiệu suất cao hơn. Hầu như là 98% đến 99% rồi các bạn pin năng lượng mặt trời cấp ra bao nhiêu thì nó sẽ sử dụng bấy nhiêu. Rất là ổn định. Cái này thì mình sử dụng sạc cho ắc quy 12V. Các bạn sử dụng ắc quy 2448 thì nó hoàn toàn tự động nhận diện nha các bạn. Nó cũng như vậy thôi. Đấy. Mình thấy cái bộ sạc này thì các bạn nên sở hữu nó và sử dụng khi các bạn có pin năng lượng mặt trời. Cái bộ này thì các bạn tự nắp ráp nấy thì giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với những cái bộ sạc người ta đã nắp ráp sẵn. Rồi, mọi chi tiết về cái mạch sạc là năng lượng mặt trời mà PPT này mình sẽ để trong phần mô tả video dành cho anh em nào cần. Anh em nào cần mua thì hãy nhấn vào trong phần mô tả video và đặt hàng, họ sẽ gửi về cho bạn. Rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.